Ba con giáp này xông nhà đầu năm 2024, đảm bảo gia chủ giàu có, đổi đời nhanh như chớp, tiền vàng nhét chật két. Quý tín chủ thân mến, năm mới là một cái hành trình mới bắt đầu, đánh dấu cho một cái khởi đầu mới, kết thúc và chấm dứt cái năm cũ. Vì thế, bất cứ ai cũng mong muốn có cái sự khởi đầu mới tốt đẹp và may mắn. Bởi theo họ, cái sự tốt đẹp ấy sẽ mang tới ngàn hoa, cái sự an yên, thắng lợi cho cả năm sau đó. Cho nên, cứ vào cái dịp cuối năm, thì tất cả mọi người đều tìm và lựa chọn cho mình một cái tuổi xông đất hợp tuổi, hợp mệnh. Theo các bậc thầy tử vi phong thủy, thì xông đất là một cái phong tục, tục lệ tốt đẹp, đẹp đẽ của dân tộc ta từ ngàn đời nay. Người xông đất chính là người khách đầu tiên đặt chân đến chơi nhà ngay sau cái thời khắc giao thừa. Dù là người lớn hay là trẻ nhỏ, tất cả mọi người, dù là ai, cùng với lời chúc tốt đẹp nhất cũng đã là xông đất, đạp đất cho gia chủ rồi. Kể cả gia chủ hay là người trong nhà đi đâu về mà bước chân vào nhà đầu tiên khi bước sang cái năm mới thì cũng được coi là tự xông đất cho nhà mình. Người này cũng có ảnh hưởng lớn đến cái vận may của gia chủ trong suốt cả năm đó. Theo quan niệm của dân gian thì người được mời tới xông đất phải hợp tuổi. Xét về căn cứ hợp tuổi thì chúng ta phải xét trên các phương diện là gì? Mệnh, thiên can, địa chi. Nó phải tương hợp với gia chủ và tương hợp với năm, tức là tương hợp với thái tuế đấy. Thì sẽ là tốt, tránh chọn những cái người mà xung khắc đấy. Họ sẽ mang đến nhiều cái điểm xui xẻo cho gia đình, nhà mình. Dưới đây là danh sách những con giáp hợp tuổi, hợp mệnh để mời tới xông nhà đẹp nhất trong năm 2024, năm Giáp Thìn cho 12 con giáp. Xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe và chọn cho mình một cái tuổi xông đất phù hợp nhất trong năm 2024, năm Giáp Thìn này. Quý vị thân mến, một trong những con giáp mà được lựa chọn để xông đất, xông nhà nhiều nhất trong năm 2024, năm Giáp Thìn, không ai khác đó chính là những người tuổi Dậu. Những người tuổi Dậu được chọn xông nhà nhiều nhất trong năm 2024, năm Giáp Thìn. Nói chung ấy, những người sinh vào năm Dậu, những người cầm tinh con gà ấy, thì xếp vào vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng của 12 con giáp. Đây cũng là con vật đại diện cho cái sự mưu trí, dũng cảm, kiên cường và cần cù. Ngoài ra, theo Nho giáo thì gà trống nó đại diện cho người quân tử. Vì cái loài vật này thì hội tụ các đức tính tốt đẹp quý báu như là nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Ngược lại, cái hình ảnh con gà mái lại được coi là cái biểu tượng của sự đẹp đẽ và của tình mẫu tử thiêng liêng. Ngoài ra, cái hình ảnh con gà nó gắn bó chặt chẽ với nhiều cái khía cạnh khác nhau trong cuộc sống. Chính vì vậy mà theo các chuyên gia phong thủy, cái việc treo tranh con gà hoặc là đặt tượng gà trong nhà cũng sẽ mang tới nhiều cái may mắn, nhiều cái tài lộc và cái điểm báo tốt lành, đặc biệt là kích cái vận đào hoa. Vậy nên với cái đặc tính tốt lành đó cũng như là được cái cục diện so với năm thái tuế là gì, Thìn Dậu nhị hợp, như vậy là những người tuổi Dậu đã được lục hợp nhị hợp với thái tuế nữa. Vậy nên đây sẽ là một trong con giáp cực kỳ may mắn, gần như may mắn nhất năm để lựa chọn làm cái tuổi xông nhà. Những người cầm tinh con gà thì nên có những cái đức tính đáng tin cậy, chân quý của những người tuổi Dậu là cái sự chăm chỉ, sự chịu thương chịu khó. Dù trong cái hoàn cảnh nào ấy, thì những người tuổi Dậu vẫn giữ được cái thái độ lạc quan về cái tương lai tốt đẹp nó sẽ diễn ra phía trước. Tuy nhiên, mỗi một cái năm sinh thì sẽ khác nhau. Những người tuổi Dậu cũng có những cái đặc tính và những nét đặc biệt khác nhau như sau. Tuổi Dậu thì chúng ta có biết có những tuổi là Đinh Dậu 1957, Kỷ Dậu 1969, Tân Dậu là 1981, Quý Dậu là 1993 và Ất Dậu là sinh năm 2005. Đó. Thì với từng tuổi Dậu sẽ có những tính cách khác nhau và cái việc lựa chọn tuổi Dậu nào để phù hợp nhất với xông nhà với tuổi gia chủ ấy, thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi Đinh Dậu. Nói chung ấy, những người sinh năm 1957 Đinh Dậu là những người mà có tính cách chân thành, thật thà, luôn quan tâm và giúp đỡ mọi người xung quanh. Những người tuổi Đinh Dậu là những người mà dĩ hòa vi quý, không bao giờ ganh đua, thị phi với bất cứ ai. Họ cũng rất khôn khéo, luôn nghĩ cho người khác và sẵn sàng nhận cái phần thiệt về mình. Thứ hai là tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Thì với những người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 là những người sống khá nguyên tắc và có kỷ luật riêng. Những người sinh năm 1969 Kỷ Dậu là những người có tinh thần trách nhiệm cao, dù là công việc hay là trong cuộc sống gia đình. Ngoài ra thì những người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 ấy, cũng có những cái suy nghĩ sâu sắc, chín chắn và tinh tế khi mà nhìn nhận mọi vấn đề. Họ có tấm lòng rộng lượng và vị tha, không bao giờ để bụng một cái chuyện nào, kể cả khi có người đối xử bất công với họ đi chăng nữa. Thứ ba là tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Thì với những người sinh năm 1981 Tân Dậu thì có tính cách tốt bụng, hòa đồng, khả năng quan sát tinh tế và nhạy bén. Họ không ngần ngại đưa ra các quan điểm, đưa ra cái chính kiến của mình trước một vấn đề nào đó. Những người tuổi Tân Dậu thuộc tuýp người chăm chỉ và cần cù trong công việc.
Tuổi Tân Dậu 1981 được mọi người xung quanh tin tưởng và đề cao. Với bất kỳ cái công việc nào mà được giao thì họ cũng sẽ gì hết mình để hoàn thành. Tiếp theo là những người tuổi Quý Dậu sinh năm 1993. Thì với những người tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 có tính cách độc lập, tự chủ, phóng khoáng, dám nghĩ, dám làm, không ngại khó khăn, không ngại thử thách, là những người biết lắng nghe, có tấm lòng vị tha và luôn giúp đỡ mọi người xung quanh. Trước một vấn đề khó giải quyết thì họ rất bình tĩnh suy xét mọi thứ rồi mới đưa ra cái quyết định. Tiếp theo là những người tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 ấy. Thưa quý vị, những người tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 sở hữu một cái suy nghĩ chín chắn, đấy, suy nghĩ sâu sắc, hết sức là tinh tế. Là người coi trọng cái sự nghiệp, họ không ngừng học hỏi và trau dồi cái kiến thức. Khi mà được giao phó cho một cái nhiệm vụ nào đó thì những người tuổi Ất Dậu sẽ hết sức mình để hoàn thành thật tốt. Tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 ấy, thì sống khá nội tâm, ít bộc lộ cái suy nghĩ của bản thân ra bên ngoài. Đó là tính cách của từng những người tuổi Dậu. Vậy nên quý vị hãy chọn cho mình những cái người nào đó phù hợp nhất với mình để làm cái người xông nhà năm 2024, năm Giáp Thìn, để mang lại cái may mắn, tài lộc và hanh thông trong mọi sự đó. Quý vị thân mến, đối với những người tuổi Dậu thì trong năm 2024 năm Giáp Thìn được cục diện là Thìn Dậu là nhị hợp. Vậy nên những người này được cục diện là gì? Hợp với Thái Tuế. Vậy nên đây cũng là một trong con giáp cực kỳ may mắn khi mà chọn làm tuổi xông nhà. Chúng ta cùng xét qua một chút về cái vận thế của những người tuổi Dậu trong năm 2024 ấy. Thì quý vị đã biết ấy, trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì cái con đường công danh sự nghiệp của những người tuổi Dậu có nhiều cái bước tiến triển rõ rệt trong năm nay. Một phần là nhờ được nhiều cát tinh nó phù trợ, nhưng phần lớn là nhờ chính bạn đã luôn chăm chỉ nỗ lực, không quản ngại khó khăn gian khổ để vươn đến cái thành công. Cái cục diện là Thìn Dậu nhị hợp nó cũng cho thấy những người tuổi Dậu luôn duy trì được cái đầu óc tỉnh táo, phản ứng nhanh nhẹn nên là thường đưa ra được những quyết định chính xác, nhanh chóng, nắm bắt lấy cái thời cơ và dẫn đầu cái xu hướng. Trong năm 2024 ấy, nếu mà có ý định thực hiện những cái dự định lớn lao thì các bạn có thể chọn cái thời điểm này là thích hợp nhất để tiến hành ngay. Dù là những người vừa mới bước chân vào cái môi trường làm việc mới hay là những người có lâu năm kinh nghiệm thì bản mệnh cũng gây được cái ấn tượng với cấp trên và giành được nhiều cái cơ hội để khẳng định cái vị thế của bản thân. Thêm nữa, trong năm lại được chính quan nó soi chiếu là cái dấu hiệu chứng tỏ những người tuổi Dậu hoàn toàn xứng đáng và có đủ cái năng lực, đủ cái khả năng để đứng ở một cái vị trí cao hơn, giúp phát huy cái tài năng và mở rộng cái tầm ảnh hưởng, dẫn dắt tập thể đi đến cái thành công một cách trọn vẹn. Bên cạnh đó, nói chung ấy, cái cát tinh tử vi nó cũng đem lại cái tác động tích cực giúp cho những người tuổi Dậu mở rộng cái mối quan hệ xã giao. Đấy. Con giáp này có thể quen biết với quý nhân trong năm nay. Đối phương không chỉ truyền dạy cho kinh nghiệm quý giá mà còn giúp các bạn khắc phục được những khó khăn, những gian khổ để có thể là đưa ra cho các bạn những cái gợi ý hữu ích, giúp các bạn tìm ra cái hướng đi mới, phát triển bản thân cũng như là phát triển cái sự nghiệp của mình. Năm 2024 Giáp Thìn thì về phương diện tài lộc của những người tuổi Dậu có những cái dấu hiệu vượng phát, tăng tiến rõ rệt, hứa hẹn là một năm tiền bạc rủng rỉnh hơn nhiều so với thời gian trước đó. Mặc dù là trong năm 2023 năm Quý Mão thì những người tuổi Dậu gặp cục diện là Mão Dậu tương xung, không ít những khó khăn, những trắc trở sẽ đến với những người tuổi Dậu. Nhưng bước sang năm 2024 năm Giáp Thìn thì họ là một trong con giáp cực kỳ may mắn, vận may thì kéo đến đời mình. Nói chung trong thời gian này, nếu mà quý vị biết nắm bắt lấy cái cơ hội thì chắc chắn công lao của các bạn cũng sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Với những người mà theo đuổi cái con đường sự nghiệp, công danh ấy, thì các bạn cũng gặt hái được cái thành tích cao trong công việc nên thường được lãnh đạo đánh giá cao. Nhờ có cái cục diện nhị hợp và cái cát tinh tử vi nó soi chiếu nên bản mệnh dễ dàng được phân công những cái nhiệm vụ quan trọng. Nếu hoàn thành tốt thì không những được tuyên dương, khen thưởng mà còn có thể được thăng chức, tăng lương, tăng thưởng. Đó. Nếu mà tự nhận thấy mình đóng góp nhiều cho cái sự phát triển của tập thể thì các bạn cũng có thể tự tin đề xuất được tăng lương, tăng thưởng với cấp trên. Chắc chắn những vị lãnh đạo cũng sẽ gì không hề từ chối một nhân viên, một ứng cử viên xuất sắc như những người tuổi Dậu. Thêm nữa, cái cục diện chính quan nó cũng cho thấy những người làm lãnh đạo thì thường đưa ra những quyết định đúng đắn, giúp cho tập thể phát triển định hướng ổn định hơn và nhanh chóng hơn xưa. Những thành tích mà đã gặt hái được sẽ giúp cho tập thể thu về không ít cái lợi nhuận. Những người tuổi Dậu không những làm giàu cho chính bản thân mình mà còn làm giàu cho những người tin tưởng và đi theo mình, thậm chí là làm giàu cho sếp của mình nữa. Với những người làm kinh tế, với những người buôn bán kinh doanh làm ăn ấy, thì gia chủ được chính tài nó phù trợ nên là nhiều mối làm ăn buôn bán thì thu được lời lãi vượt ngoài cái dự tính. Hơn nữa, những người tuổi Dậu còn là những người mà có mối quan hệ rộng rãi, làm ăn thì giữ chữ tín nên là cái số lượng khách hàng tin tưởng và theo thì ngày càng đông. Các bạn có thể là kiếm được một cái khoản ổn định và không cần phải quá lo lắng về cái sự cạnh tranh trong tương lai.
Bản mệnh cũng có thể xem xét đến cái việc ký kết hợp đồng hoặc là mở rộng cái quy mô buôn bán kinh doanh của mình. Đó. Có thể các bạn sẽ phải hơi vất vả một chút, nhưng mà làm đến đâu thì thấy kết quả đến đấy. Các bạn sẽ thấy công sức của mình bỏ ra hoàn toàn xứng đáng và được đền đáp trong thời gian này. Đấy. Thưa quý vị, trong năm 2024 nó Giáp Thìn thì những người tuổi Dậu độc thân ấy cũng có thể được bạn bè, được người thân giới thiệu một vài cái đối tượng xem mắt. Nếu mà có thiện cảm với đối phương, với ai đó thì quý vị cũng nên chủ động trò chuyện để kéo gần cái khoảng cách với mọi người. Không nên ngại ngùng hoặc là thờ ơ, kéo gì không giữ được cái mối lương duyên tốt đẹp này. Vậy nên trong năm 2024 nó Giáp Thìn ấy, thì để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu. Đó là con giáp may mắn đầu tiên mà chọn làm tuổi sông nhà. Như vậy những người tuổi Dậu thì dựa vào cái may mắn, cái cát tinh và cái tính cách của những người tuổi Dậu thì những người tuổi Dậu là ứng cử viên sáng giá nhất là con giáp số 1 sông nhà tốt lành trong cái năm 2024 nó Giáp Thìn. Thưa quý vị, sau tuổi Dậu, con giáp may mắn thứ hai mà chúng ta không thể không nhắc đến thì đó chính là những người tuổi thân. Quý vị thân mến, những người tuổi thân là nói chung được gọi là con khỉ, là đứng thứ 9 trong 12 con giáp theo cái tử vi học phương Đông. Theo quan sát của dân gian ấy, thì những người tuổi thân vốn là những người rất thông minh, nhanh nhẹn. Vì vậy, những người tuổi này được cho là nổi bật với cái tài trí, với cái sự khéo léo và cái sự linh hoạt, giỏi giao tiếp của mình. Vậy nên, đây sẽ là con giáp cực kỳ may mắn và là ứng cử viên sáng giá nhất nhì trong cái việc là lựa chọn làm những tuổi sông nhà trong năm 2024, năm Giáp Thìn. Trong công việc và đời sống thì những người tuổi thân sở hữu nhiều cái tài lẻ bẩm sinh nên là có thể gặt hái cái thành công trong nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Cái trí thông minh, cái sự linh hoạt và khả năng tập trung cao độ giúp họ học một biết mười, luôn sáng tạo ra những cái cách làm mới và hay. Bất kể là diễn viên, nhà văn, nhà ngoại giao, luật sư, vận động viên, doanh nhân hay là ca sĩ. Chỉ cần những người tuổi thân muốn làm thì có thể là chinh phục được mọi cái công việc mà mình mong muốn. Những người tuổi thân có tính cách cởi mở, dễ hòa đồng, hào phóng, sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ mọi người xung quanh. Sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp, họ có khả năng là nắm bắt tâm lý người khác nên là gì ứng xử rất là tinh tế, luôn mang lại cái niềm vui cho mọi người xung quanh. Những người tuổi này thì rất kiên định với cái ý tưởng của bản thân, hiểu rõ cái ưu và cái nhược điểm của chính bản thân mình để tìm cách phát huy tốt nhất. Vừa thông minh lại vừa lém lỉnh, lại ham học hỏi nên là những người tuổi thân thường trưởng thành sớm, đạt được những cái thành công trong công việc khi mà còn trẻ. Trong cái vấn đề tình cảm thì những người tuổi thân quyến rũ, hấp dẫn những người khác bởi cái sự hoàn hảo trong mọi việc của mình. Họ rất trân trọng cái tình cảm, nhạy cảm với những cái thay đổi nhỏ của đối phương. Là những người thông minh, họ biết cách giữ cái hòa khí, giải quyết êm đẹp khi mà gì chẳng may xảy ra cái mối quan hệ phát sinh ra mâu thuẫn. Ngoài cái ưu điểm thì những người tuổi thân ấy cũng có một vài cái nhược điểm như đôi khi là tự tin thái quá hoặc là gì khôn lỏi khiến cho người khác mất lòng đó. Vậy thì với mỗi một cái người tuổi thân sẽ có một cái tính cách và một cái địa vị khác nhau. Trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì chúng ta lựa chọn tuổi thân nào là tuổi sông nhà thì xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi. Thưa quý vị, chúng ta cùng xét chi tiết về từng tuổi thân. Tuổi thân chúng ta sẽ có 5 tuổi đó: Giáp thân, Bính thân, Mậu thân, Canh thân và Nhâm thân. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi Bính thân sinh năm 1956. Quý vị thân mến, những gia chủ tuổi Bính thân sinh năm 1956 là những người thông minh, tài giỏi và có khả năng phân tích nhạy bén. Đứng trước một cái vấn đề nào đó thì họ luôn biết cách xử lý. Ngay cả khi cấp bách thì những người tuổi Bính thân sinh năm 1956 cũng sẽ vô cùng bình tĩnh và điềm đạm để xử lý các vấn đề. Những người tuổi Bính thân ấy luôn có mục tiêu, có kế hoạch rõ ràng trong cái cuộc sống. Họ sống có cái sự tích lũy, luôn chủ động trong mọi cái tình thế. Đó là cái lý do mà tại sao trông họ lúc nào cũng thảnh thơi và ung dung. Thứ hai là những người tuổi Mậu thân sinh năm 1968. Thưa quý vị, những gia chủ tuổi Mậu thân sinh năm 1968 là những người có tính cách hiền hòa, điềm đạm và từ tốn. Họ có chí khí, có ý chí, có nghị lực và luôn biết vươn lên trong cuộc sống. Dù đạt được những cái thành tựu nổi bật thì những người tuổi Mậu thân cũng luôn khiêm tốn, nhường nhịn và lắng nghe những người khác. Những người này tính cách tốt bụng, nếu mà giúp đỡ được ai thì họ sẽ giúp đỡ hết lòng thì thôi. Họ không cần ai phải báo đáp mình, cái sự giúp đỡ không chủ đích giúp cho những người tuổi Mậu thân
được rất nhiều người yêu mến và nể trọng. Đây cũng là những người mà rất coi trọng cái sự nghiệp. Nhưng mà bên cạnh đó thì họ cũng biết cân bằng cái thời gian cho gia đình, quan tâm đến những người thân xung quanh. Tiếp theo thứ ba chúng ta xét là tuổi Canh Thân. Thì với những gia chủ tuổi Canh Thân sinh năm 1980 là những người mạnh mẽ, rắn giỏi và chủ động trong cái cuộc sống. Họ rất tự lập và sớm tách khỏi cái gia đình để xây dựng cho mình cái sự sống, sự nghiệp riêng. Những người tuổi này thì dám nghĩ, dám làm, kiên trì và nhất quán với cái mục tiêu nhất định. Không hẳn là những người hướng ngoại, vì đôi lúc những người tuổi Canh Thân sinh năm 1980 chỉ muốn ở một mình, muốn có một cái cuộc sống riêng tư, có nhiều chuyện họ giấu kín trong lòng, giấu kín trong tâm tư của mình mà không cho bất kỳ ai biết. Họ thường có xu hướng là tự đưa ra những quyết định và tự chịu trách nhiệm cho những cái hành vi của mình. Đó là những người tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Tiếp theo là tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992. Quý vị thân mến, với những người tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 thì lại thuộc cái tuýp người cứng cỏi, mạnh mẽ và có nhiều cái khát vọng lớn. Họ dám nghĩ, dám làm và không ngần ngại trước những khó khăn, trước những thử thách. Đây cũng là những người rất thẳng thắn, có tinh thần, trách nhiệm cao. Bề ngoài thì họ có vẻ khó gần, lạnh lùng, nhưng mà đó chỉ là cái lớp vỏ bọc. Khi mà giao tiếp với bạn bè thì những người tuổi Nhâm Thân 1992 bộc lộ cái sự hài hước, cái sự khéo léo của mình. Tính tình của họ thì cũng thay đổi thất thường, đôi lúc thích những cái cuộc vui bạn bè bên ngoài, nhưng cũng có lúc ấy chỉ thích một mình để suy nghĩ, suy ngẫm điều gì đó. Đó là những người tuổi Nhâm Thân. Tiếp theo, con giáp thứ năm chúng ta xét là những người tuổi Giáp Thân sinh năm 2004. Thì những người tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 là những người có tính cách vô cùng là vô tư, lạc quan, tràn đầy cái năng lượng. Họ biết cách gì cân bằng giữa cuộc sống của mình, giữa công việc và tiền bạc và cái đời sống tình cảm. Vì thế, cuộc sống của những người tuổi Giáp Thân ấy thì sẽ thường được êm đềm và bình an. Nhờ cái sự thân thiện, cái sự tích cực mà những người tuổi Giáp Thân thường được rất nhiều người yêu mến, quý trọng. Mỗi khi mà ai đó cần giúp đỡ thì họ lại nhận được những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống. Đây cũng là những người sống nghĩa khí, biết trên, biết dưới. Thưa quý vị, trong năm 2024 nó Giáp Thìn ấy, thì nói chung ấy là những người tuổi Thân sẽ gặp khá nhiều cái may mắn trên phương diện sự nghiệp và cái tài lộc, đúng không ạ? Do có được cái cát tinh tam hợp là Thân, Tý, Thìn nó trợ vận, nó giúp đỡ, tam hợp thủy cục nó giúp đỡ. Con giáp này hãy tin rằng chỉ cần các bạn làm việc nghiêm túc, bỏ công bỏ sức ra ấy, thì chắc chắn sẽ thu được những kết quả đáng mong đợi. Vậy nên những người tuổi Thân ấy là một trong những cái ứng cử viên sáng giá nhất nhì để chọn làm cái tuổi sông nhà trong năm 2024. Bên cạnh đó thì cục diện tam hợp quý nhân nó xuất hiện, nó cũng là cái dấu hiệu cho thấy năm nay ấy, thì bản mệnh xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, nên là đi đến đâu ấy cũng được người khác giúp đỡ, thậm chí là các bạn còn được cấp trên hoặc cấp dưới giới thiệu cho những cái cơ hội làm việc vô cùng đáng quý, hoặc là những cái cơ hội để học tập, bồi dưỡng thêm cái kỹ năng, thêm những cái kiến thức để áp dụng vào công việc có lợi cho sau này. Do đó những người tuổi Thân cũng không nên ngại khó khăn, vất vả. Nếu mà không ấy thì quý vị sẽ gặp rất khó khăn trong giai đoạn sau này. Chỉ cần các bạn quyết tâm bỏ thời gian, bỏ công sức ra ấy, thì các bạn sẽ tiến nhanh hơn những người khác và sớm gặt hái được những cái thành quả xứng đáng đến với mình. Bên cạnh đó thì trong năm 2024 nó Giáp Thìn thì cái chính quan nó xuất hiện, nó cho thấy cái vận trình công danh sự nghiệp của những người tuổi Thân ấy cũng sẽ được phát triển nhanh chóng trong khoảng thời gian này. Vì thế, dù mới chân ướt chân ráo bước vào cái lĩnh vực nào đó, hoặc là gì, những người đã có kinh nghiệm, thì các bạn cũng đừng ngần ngại nêu lên cái ý kiến, cái quan điểm của mình. Có thể những cái đóng góp của những người tuổi Thân ấy sẽ giúp cho tập thể tìm ra cái hướng đi mới, đạt được những cái bước phát triển mới. Còn chính các bạn cũng khẳng định được cái vị thế của bản thân. Những người làm lãnh đạo thì nhận được cái sự phục vụ của nhiều người. Bên cạnh đó, trong năm 2024 nó Giáp Thìn thì những người tuổi Thân ấy cũng là một trong con giáp được may mắn về vận trình tài lộc. Đó. Năm 2024 thì cái vận trình tài lộc của những người tuổi Thân ấy khá là sáng sủa, nhờ có sự nâng đỡ của cục diện tam hợp và nhiều cái hạng mục công việc của bản mệnh đạt được cái kết quả cao. Hứa hẹn không chỉ có tiền bạc chảy vào túi mà còn có rất nhiều cơ hội được cất nhắc, được tăng lương, được tăng thưởng, được thăng chức và mở rộng cái mối quan hệ làm ăn kinh doanh, giúp cho những người tuổi Thân ấy gặt hái được nhiều cái thành công rực rỡ về tiền bạc trong cái năm 2024, năm Giáp Thìn này. Còn với những người làm công ăn lương ấy, thì năm nay các bạn đưa ra nhiều cái ý kiến đóng góp cho tập thể, giúp cho mọi người tìm ra cái hướng đi mới để tiết kiệm cái thời gian, cái công sức mà có thể thu về những khoản lời lãi cao. Đó. Chính vì thế mà các bạn sẽ nhận được cái sự đánh giá cao của cấp trên và sự tôn trọng của đồng nghiệp. Các khoản hoa hồng, các khoản thưởng nóng là không thể thiếu, thậm chí một số người còn được chạm tay vào cái cơ hội tăng lương, thăng chức trong cái năm này. Đó. Bên cạnh đó, một vài người trẻ tuổi thì thi đỗ vào cái công ty, vào cái doanh nghiệp trong mơ của mình
và có thể thỏa thuận được cái mức lương, cái mức thưởng như mong muốn. Chính vì vậy mà các bạn sẽ kiếm được một cái nguồn thu ổn định giúp đảm bảo cái cuộc sống. Các bạn cũng luôn cảm thấy tràn đầy cái động lực để cố gắng mỗi ngày, giúp cho cái sự nghiệp của mình phát triển nhanh chóng, hay thông hơn. Trong thời gian này thì những người làm ăn kinh doanh thì nắm bắt được cái xu thế của thị trường, nên là cũng dễ đi tắt đón đầu, thu hút ngày càng được nhiều cái khách hàng mới. Dù phải bận rộn, luôn chân luôn tay, xong các bạn sẽ thu về được khoản lời lãi rất là khả quan, thậm chí là gì, nhiều hơn cả cái dự tính của mình. Nếu mà đã có dự định đầu tư thêm các hạng mục mới trong cái thời gian này thì quý vị nên mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh. Nói chung ấy, trong thời gian này quý vị có thể tiến hành ngay được. Đấy. Bên cạnh đó, cái cát tinh long trì nó cũng đem tới cho các bạn nhiều đối tác, nhiều bạn hàng đáng tin cậy, cùng với quý nhân sẽ giới thiệu cho các bạn thêm những cái cơ hội quý giá, trợ lực lớn lao khiến cho các bạn làm gì cũng được thuận lợi và hanh thông. Thêm vào đó, cái vận thiên tài nó còn hứa hẹn những cái cơ hội phát triển phát tài bất ngờ với những người tuổi Thân trong thời gian này. Khi mà những mối đầu tư tưởng chừng nằm im trước đó bỗng nhiên là được lợi nhuận. Một số người còn dễ trúng thưởng khi mà tham gia vào những trò chơi bốc thăm trúng thưởng may mắn. Đó. Bên cạnh cái công việc hanh thông, tài lộc thì dồi dào, cái vận trình tình cảm của những người tuổi Thân ấy cũng đang trên cái phương diện được khởi sắc theo chiều hướng tốt đẹp. Các bạn có cách ứng xử, nói năng phù hợp trong mọi tình huống khác nhau thì sẽ dễ được mọi người yêu mến. Gia đạo thì yên ổn, đúng không ạ? Một số cặp đôi thì có thể là tin tưởng và đón cái vận may trong năm nay. Do có quý nhân tam hợp nó thúc đẩy nên là cái nhân duyên của những người tuổi Thân cũng khá là tốt, vượng vận đào hoa. Những người độc thân thì dễ được bạn bè, được người thân giới thiệu cho những cái đối tượng đầy triển vọng. Các bạn cũng dần dần cởi mở hơn trong cái mối quan hệ, trong cái giao lưu, gặp gỡ với bạn bè, nên là cơ hội tìm ra người phù hợp trong thời gian này cũng cực kỳ cao. Bên cạnh đó, đương số hãy tự tin là chính mình, đồng thời cũng chú ý cái cách hành xử một cách linh hoạt, tinh tế trong nhiều cái tình huống khác nhau, ắt sẽ lọt vào mắt xanh của người khác giới. Bên cạnh đó, trong thời gian này các bạn cũng không cần phải quá để ý, quá cố gắng để trở thành tâm điểm của đám đông, mà vẫn có được cái tài lộc như ý, tình duyên dồi dào. Thưa quý vị, như vậy là gì? Những người tuổi Thân là một trong con giáp cực kỳ may mắn, vận khí hanh thông, tài lộc thì vượng tiến. Đây là một trong con giáp cực kỳ may mắn để chọn vào cái tuổi xông nhà trong năm 2024, năm Giáp Thìn. Bên cạnh đó, để gia tăng thêm cái vận may cho mình thì những người tuổi Thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh ngộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thân. Đó là con giáp may mắn thứ hai chọn làm tuổi xông nhà trong năm 2024, năm Giáp Thìn. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba được chọn làm cái tuổi xông nhà may mắn trong năm 2024, năm Giáp Thìn mà chúng ta phải kể đến đó không ai khác, đó chính là những người tuổi Tý. Quý vị thân mến, những người tuổi Tý là những người sinh năm Chuột ấy, thường được đánh giá là rất có cái tố chất lãnh đạo cũng như là dẫn dắt mọi người. Họ luôn là người đầu tiên khám phá ra những cái điều gì đó mới mẻ. Những người tuổi Tý mang nhiều cái đặc tính tốt, nói chung là có khả năng thích nghi rất là tốt, họ nhanh nhẹn, chăm chỉ và thông minh. Hơn nữa, những người tuổi Tý còn được xem là một trong những cái con vật tượng trưng cho cái sự nhẹ nhàng, lanh lẹ và kiếm ăn tốt. Chính vì thế mà khi hỏi đến tuổi Tý thì chúng ta biết đây là một trong con giáp cực kỳ may mắn được lựa chọn làm tuổi xông nhà trong năm 2024, năm Giáp Thìn này. Không chỉ nhanh nhẹn, những người tuổi Tý còn rất là khôn ngoan, biết điều và tinh tế trong mọi việc. Nhờ cái đức tính này mà họ dễ dàng thành công trong các lĩnh vực mình tham gia. Tuy nhiên, họ cần biết cách là kiềm chế cái tôi của mình và giấu cái cảm xúc thật tốt để không gặp phải những chuyện chẳng hay. Với người phương Đông thì chuột là cái biểu tượng của sự thông minh và sự giàu có. Người Trung Quốc quan niệm rằng chuột tượng trưng cho cái ý chí, cho cái lòng dũng cảm. Và con vật này thì có thể là gì? Tích lũy cho mình một cái lượng lương thực lớn bằng cái sự nhanh nhẹn, bằng cái sự mưu trí. Những người tuổi Tý thường là những người mà tiên phong dẫn đầu trong công việc. Họ có tài lãnh đạo và luôn đóng góp những cái ý tưởng độc đáo, sáng tạo khi mà làm việc trong một cái tập thể. Họ sẵn sàng đối mặt với những cái khó khăn để đem lại cái thành công, cái sự giàu có cho mình và mọi người xung quanh. Nói chung ấy, những gia chủ tuổi Tý không bao giờ hứng thú với những cái công việc nhàm chán, đơn giản. Tuổi Tý muốn thử sức mình trong những cái lĩnh vực khó khăn, khắc nghiệt hơn nữa. Họ dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị. Nếu như không có cả hai thứ đó trong cuộc sống ấy, thì cuộc sống của những người tuổi Tý tưởng chừng như là gì, không còn ý nghĩa nữa. Những người tuổi này sẽ đầy nhiệt huyết, tận tâm hết mình khi mà ở cái vị trí cao.
Tổ chức lãnh đạo những người khác mới là cái công việc đem lại cho cái sự hứng thú với những người tuổi Tý trong thời gian này. Nói chung ấy, đây là một chỗ con giáp mà cực kỳ may mắn mà được chọn làm tuổi sông nhà trong năm 2024. Nó giáp Thìn, tại vì cũng giống những người tuổi Thân thì những người tuổi Tý cũng được cục diện là tam hợp với Thái Tuế và được Thái Tuế tương trợ giúp đỡ. Vì thế mà công việc cũng như là tài lộc cũng sẽ được vượng tiến. Nói chung ấy, chỉ cần là lĩnh vực mà những người tuổi Tý yêu thích thì họ sẽ cố gắng phát triển, thể hiện cái tài năng của bản thân và quyết tâm đem đến cho mình cái sự thành công rực rỡ. Càng khó khăn, càng gian nan thì những người tuổi Tý lại càng kiên trì và tỏa sáng. Họ không những được mọi người yêu quý mà còn khiến ai ai cũng phải kính nể, nể trọng về cái tài năng, tài giỏi của mình. Tuổi Tý thì giỏi trong cái việc kiếm tiền nhưng họ không chi tiêu hoang phí mà ngược lại còn rất tiết kiệm. Họ là những người cởi mở, thân thiện trong cuộc sống, luôn tốt bụng giúp đỡ những người xung quanh. Họ có khả năng là điều khiển cái cảm xúc và cái hành động của bản thân, không bao giờ mất tự chủ khi mà nóng giận. Bởi vậy, họ xây dựng được nhiều cái mối quan hệ thân thiết gắn bó. Tuổi Tý thực sự là những con người của công việc. Họ lúc nào cũng trong cái trạng thái suy nghĩ, bận rộn. Những người này thì thích nhận xét, đánh giá và chỉ đạo những người khác. Điều đó đôi khi cũng khiến đối phương cảm thấy là khó chịu, tức giận. Nhưng mà đã là thói quen rồi thì những người tuổi Tý khó có thể là thay đổi được. Do cái sự thân thiện và cái sự cởi mở của mình thì những người tuổi Tý có rất nhiều bạn bè tốt gắn bó với họ suốt đời. Họ tôn trọng những người bạn của mình và sẵn sàng giúp đỡ khi mà người đó gặp khó khăn và gặp trắc trở. Nói chung trong thời gian này thì những người tuổi Tý trên phương diện tình duyên thì khá là đa tình. Họ có thói quen lưu giữ lại những cái kỷ niệm của tình yêu trong một cái căn phòng của mình. Những người này thì đã yêu thì là rất nghiêm túc và có trách nhiệm. Họ có xu hướng tìm kiếm cái tình yêu vĩnh cửu trong cuộc đời. Tuổi Tý là những người có trí nhớ khá là tốt. Đấy, điều đó sẽ khiến cho họ thu thập và lưu trữ được một lượng thông tin khổng lồ. Hãy hỏi người tuổi Tý bất kỳ cái lĩnh vực gì thì họ cũng sẽ chia sẻ một cách cởi mở nhất. Nếu như bạn đang lo lắng hay là sợ hãi họ sẽ gặp nguy hiểm ấy, thì tốt hơn bạn nên lo cho bản thân mình thì hơn. Bởi cái bản năng của những người tuổi Tý là chinh phục những khó khăn, những thử thách, những nguy hiểm. Tuổi Tý nhanh nhẹn, thích hợp với cái sự thay đổi của hoàn cảnh. Làm công việc gì thì họ cũng thì nhất định phải đạt được cái thành công như ý muốn thì mới thôi. Những người tuổi Tý tuyệt đối không bao giờ để mình thua bất kỳ một ai. Đôi khi những cái tham vọng về cái công danh, về cái địa vị, về cái tiền bạc cũng khiến cho họ cảm thấy được trở nên thực dụng trong mắt của mọi người. Những người tuổi Tý khá cẩn thận và nghiêm khắc trong công việc. Nếu mà trở thành những người lãnh đạo ấy, thì họ sẽ gì giám sát nhân viên của mình một cách kỹ càng. Không một hành động sai trái nào có thể lọt qua mắt được tầm mắt của những người tuổi Tý. Họ tuyệt đối không thích ương định và không bao giờ hợp tác với những người lười biếng cả. Đó. Họ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí. Trong mắt của mọi người thì những người tuổi Tý rất cẩn thận và chặt chẽ. Chẳng ai có thể lấy đi bất kỳ một cái điều gì của họ. Những người tuổi Tý cũng rất kín đáo. Và nếu là những cái chuyện bí mật thì họ sẽ không bao giờ đưa ra chia sẻ ra bên ngoài. Những người này sống giàu tình cảm, họ yêu thương, quan tâm và chăm lo hết mực cho gia đình của mình. Dù bận rộn với công việc nhưng mà họ luôn biết cách sắp xếp thời gian để ở bên cạnh gia đình, tận hưởng cái không khí ấm áp và hạnh phúc. Nói chung ấy, trong thời gian này, năm 2024 nó Giáp Thìn, thì mặc dù vẫn vướng phải cái hạn tam thai nhưng lại được cục diện tam hợp Thái Tuế che chở. Vậy nên cái vận khí của những người tuổi Tý trong năm nay thì cũng là khá là ổn định và có định hướng phát triển tốt lành. Đấy, được cục diện tam hợp nó che chở nên là gì? Có thể hóa giải phần nào đó vận xuôi của cái hạn tam thai. Dù vậy, những người tuổi Tý vẫn cần phải có sự thận trọng, không nên chủ quan trong tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống để có được cái may mắn trọn vẹn hơn. Nói chung ấy, trong năm 2024 Giáp Thìn thì cái sự nghiệp của những người tuổi Tý có những cái điểm sáng đáng kể trong năm 2024. Nói chung ấy, dù có thách thức nhưng mà ấy, quý vị cũng không phải là không có cách xử lý. Các bạn chỉ cần cố gắng điều chỉnh cái tâm lý và gì dần dần thích ứng với cái nhịp điệu và cái sự thay đổi của năm. Cơ hội đến không ít. Đấy, nhưng mà gì có nắm bắt được và phát huy tới đâu ấy, thì lại phụ thuộc hoàn toàn vào cái tâm lý và cái cách thức của những người tuổi Tý. Chỉ cần các bạn tập trung phát triển cái lợi thế của mình và tính toán một cách kỹ lưỡng thì chắc chắn rằng các bạn sẽ gặt hái được không ít cái thành quả tốt đẹp. Bên cạnh đó, trong năm ấy thì cái vận trình tài lộc của những người tuổi Tý cũng diễn biến nói chung là khá là tốt. Diễn biến tài lộc trong năm ấy thì có nhiều cái tín hiệu tích cực nhờ hàng loạt cái tài tinh nó chiếu mệnh. Cái việc kiếm tiền và làm giàu của những người tuổi Tý cũng sẽ suôn sẻ hơn bao giờ hết. Cũng được người khác giúp đỡ nên làm ăn thì có lãi. Dù vậy nhưng những người tuổi Tý cũng nên chú ý cái tâm trạng thất thường của mình. Đừng vì những cái chuyện vặt vãnh mà nóng nảy, cáu gắt, kẻo lại phá hỏng các mối quan hệ hợp tác có lợi cho mình. Đồng thời chú ý đến cái chuyện giao tiếp với mọi người, tránh xa những cái mâu thuẫn, những cái xung đột không cần thiết.
do là hiểu lầm xảy ra. Bên cạnh đó, trong năm thì vận trình tình duyên và gia đạo của những người tuổi Tý cũng ít có cái biến động lớn. Các mối quan hệ đôi lứa, vợ chồng thì cũng ít có sóng gió. Đó cũng có thể coi là một cái điều đáng mừng. Đấy. Những người độc thân thì có một vài cái cơ hội để bày tỏ cái tình cảm nhờ cái sức hút tăng vọt. Tuy nhiên, quý vị nên cẩn trọng kẻo bị lừa gạt với cái chuyện tình cảm và tiền bạc trong thời gian này. Bên cạnh đó, năm 2024 thì tình hình sức khỏe của những người tuổi Tý nói chung đấy, vào cái năm Phạm Tam Tai lại có một vài cái hung tinh nó tác động xấu đến. Nên là những người tuổi Tý cũng nên chú ý đến cái sức khỏe của bản thân để rèn luyện thể dục thể thao, sinh hoạt một cách khoa học điều độ để cân bằng cái sức khỏe. Bên cạnh đó, quý vị cũng nên chú ý khi đi lại tránh va vấp kẻo lại gây ra những cái tai nạn đáng tiếc. Thưa quý vị, đó là những người tuổi Tý con giáp sông nhà may mắn thứ ba. Và để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho những gia chủ tuổi Tý thì những người tuổi Tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn và lại cái tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về ba con giáp may mắn nhất sông nhà trong năm 2024, nó giáp Thìn được lộc trời cho giàu sang phú quý. Đó là những tuổi sau. Thứ nhất là những người tuổi Dậu, thứ hai tuổi Thân, thứ ba là tuổi Tý. Đây là ba con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý. Sông nhà thì sẽ được may mắn bình an trong năm 2024, nó giáp Thìn. Thưa quý vị, hy vọng những cái thông tin mà Tử Thông chia sẻ sẽ giúp ích phần nào cho quý vị và các bạn có thể chọn lựa được ra cho mình những cái con giáp hợp tuổi hợp mệnh để sông nhà trong năm 2024 nó giáp Thìn được may mắn bình an. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.